đo đi. Hướng dẫn với các bạn là hôm nay mưa gió không bán được hàng. Hướng dẫn với các bạn máy đo khoảng cách nhá. SND Way, Đài Loan. Hàng chính hãng, bảo hành đàng hoàng nhá. Tay mình trên cầm trên tay là con máy đo khoảng cách SND Way 80m nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhiều bạn không biết cách đo và sử dụng các nút bàn phím trên này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Lắp pin vào theo đúng chiều nhá. Nhiều bác về cứ bảo là bấm máy không lên, trong khi lắp pin vội vàng vàng, nhân viên giao hàng đến thì bảo là không cho xem hàng rồi test hàng rồi vội vàng vàng lắp ngược pin, không cứ bảo là hàng không lên, quay đầu về hàng bấm phát lên luôn. Sau đây khi cho pin vào rồi thì mình có những cái nút trên bàn phím này. Nút read là bật nguồn lên. Mình ấn nút read nha, nó hiện những cái chế độ đo. Đây là sau dấu phẩy, 3 dấu 0 là decimet, centimet và milimet nhé. Khi nào mà các bạn để sau dấu phẩy 3 số là chuẩn nhất, là để trong chính cái độ chính xác của nó là chuẩn nhất nhé. Khi nào bạn muốn đo thì bạn theo chiều đứng này, ví dụ như bạn muốn đo chiều cao mà để cho cái bọt nước, em quay vào cái chỗ bọt nước cân bằng này, nó để về mực giữa là một cái đường thẳng, mình bấm một cái đường thẳng, tia chiếu là một cái đường thẳng thẳng nên là thẳng tuyệt đối, nó không bị xiên nên là cái đường thẳng nó không bị sai lệch, nó không bị sai số. Mình đang đo tạm từ bàn này lên mái nhà 4 lần này, nó chỉ cho sai ra một kích thước một số thôi nhá. Nó sai số tối đa của cái này là 1,5 mini nhá. Quá là mình sẽ không thu tiền hoàn trả lại các bác. Không dám lấy tiền các bác. Đây là có những chế độ read là đo bình thường này. Đây là nút chuyển chế độ này, đo hình hộp này, nó là mét vuông này, thì bạn chỉ cần cho nó hai thông số, chiều dài một thông số và chiều rộng tương tự như thế, thì nó sẽ nhân cho bạn là mét vuông luôn. Chuyển chế độ là mét khối, tương tự là dài rộng cao, nó sẽ tự nhân ra cho bạn mét vuông và mét khối luôn, thể tích ở đây luôn. Đây là đường chéo tam giác Pythagore và cạnh huyền, cạnh vuông. Cái này thì thường là không dùng nhiều lắm nên là mình cũng không sành về cái vấn đề này lắm. Mình chỉ đo đường thẳng và đo mét vuông và đo mét khối thôi. Cái này là chế độ loa cộng trừ là tắt tiếng, giữ nguyên tầm khoảng 3 giây thì nó mất tiếng. Bạn bấm bạn đo thì nó mất tiếng luôn này. Nếu như bạn cộng, ấn một phát là cộng này. Nháy nháy là cộng nhiều khoảng cách liên tiếp với nhau nhá. Nên là không, đây là báo lỗi, không nhìn thấy tia đấy, cộng hai khoảng cách với nhau thì nó sẽ cộng hoặc là trừ nhiều khoảng cách liên tiếp với nhau. Đây là trừ nhé các bạn nhé, nháy cộng và nháy trừ. Khi mà muốn về màn hình chính thì ấn cái này một phát để cái này cho nó có tiếng cho biết này. Đây chuyển chế độ đầu và cuối, đây là đang đo từ đầu, đo từ điểm tia laser kia đến đầu thước, và chuyển chế độ cuối từ điểm tia laser kia đến cuối thước. Có hai cách đo nhá. Đây là nhớ nút này là nút nhớ lại cái khoảng cách bạn đo gần nhất. Ví dụ bạn bấm ra một số rồi bạn chưa có giấy bút, chưa ghi nhớ lại cái thông số, bạn giữ ở đây tầm khoảng 3 giây. Lên số 1 này là nhớ rồi, khi bạn tắt đi bạn lôi ra bạn nhớ. Bạn lôi ra bạn kiểm tra lại thì nó hiện ra cái số bạn vừa đo, số gần nhất bạn vừa đo. Thế thôi, 1 2 3 4 5. Đây là nút tắt đi thôi, đây nút đo, những chế độ như thế thôi, ok nhá. Bạn nào muốn mua thì mua hàng thì nhắn tin inbox của mình nhá, mình báo giá nhá.